khám phá Thượng Hải, Bắc Kinh, nơi hiện đại và cổ kính giao thoa. Bến Thượng Hải toát lên sự hào nhoáng của một thời xa xưa, đen xen giữa những ánh đèn sặc sỡ, chiêm ngưỡng tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, biểu tượng của thành phố. Phố Nam Kinh, Trung Hoa đệ nhất lộ, hòa mình vào cuộc sống về đêm nhộn nhịp của giới trẻ tại con đường ăn chơi bậc nhất của Trung Quốc. Disneyland sẽ là nơi trở lại tuổi thơ với các trò chơi vui nhộn, lễ hội hấp dẫn mà bạn sẽ bị lôi cuốn ngay từ khi bước vào cổng. Vạn Lý Trường Thành, trải dài hơn 21.000 km, ôm trọn núi non hùng vĩ, là biểu tượng uy nghi của Trung Hoa, sừng sững hiên ngang qua hàng ngàn năm lịch sử. Nằm e ấp dưới chân Vạn Lý Trường Thành, Tư Mã Đài, Cổ Bắc Thủy Trấn mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Bắc, tái hiện một thị trấn cổ với những ngôi nhà san sát, những con đường lát đá rêu phong và những cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng kênh êm đềm. Bạn sẽ bước vào hành trình khám phá ẩm thực Trung Hoa vô tận, hương vị đậm đà, màu sắc hấp dẫn và mùi hương quyến rũ của các món ăn nổi tiếng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi bạn lên đường ngay thôi. Hãy để Vietravel đồng hành trong hành trình khám phá Trung Quốc đầy sắc màu này nhé. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.